Hello, tao xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là tụi mình nhổ củ nghệ để đố bạn biết là tụi mình làm món gì. Này là bụi nghệ ở nhà cô Năm mới trồng đây thôi, nhưng mà tại vì đang cần cho nên là nhổ luôn. Đáng lẽ là phải để thêm thì nó sẽ ra nhiều nhiều nữa. Đó, mình sẽ nhổ nghệ xong rồi mình gọt vỏ và mình rửa như vậy nha. Sau đó bạn sẽ cắt nhỏ 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 các hạt lựu mà nhỏ 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 á. Bạn coi hết video này sẽ biết là tâm làm món gì. Rồi đây bắt đầu chế biến. Mình sẽ bắt chảo lên hoặc là một cái nồi nhỏ nhỏ như vậy nha. Rồi cho dầu mè vô, sau đó bạn cho nghệ vô luôn ha. Món này rất là đơn giản nhưng mà ăn cũng thơm và ngon á. Rồi bạn đảo đều nghệ liên tục cho đến khi nghệ vàng không phải nghệ vàng mà là cho đến khi nghệ nó chín. Cho đến khi nghệ nó chín và nó bớt cái mùi hanh của nghệ rồi á. Rồi sau đó mình sẽ cho tiếp tục miso. Đây, thành phần chính trong cái món này là miso. Miso vàng của Nhật. Đó, tiếp tục mình cho miso vô và mình trộn đều nó cho nó hòa quyện với nhau ha. Đó, thành một cái món miso xào nghệ. Mình dùng để chấm với rau củ quả, hấp luộc hoặc là ăn trực tiếp với cơm, cháo, bún, phở cũng rất là ngon á. Bạn cần nguyên liệu như miso vàng hay là dầu mè để làm ra món này thì nhắn cho tụi mình nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.